trả lời câu hỏi của một số đại biểu liên quan về trách nhiệm Bộ Công an trong với vấn đề cùng với ngành y tế tham gia phòng chống bệnh dịch và xử lý về một số vụ án vụ việc có liên quan đến đấu thầu mua sắm thiết bị y tế liên quan, chúng tôi xin có mấy ý kiến trả lời như sau. Thời gian vừa qua thì cái tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu thầu mua sắm các thiết bị y tế diễn ra rất phức tạp, nhất là các cái vụ xảy ra tại các bệnh viện lớn đã được lực lượng công an phát hiện, khởi tố và điều tra. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị chức năng quán triệt quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là phát hiện một vụ cảnh tỉnh cả vùng. Trong đó công an các đơn vị địa phương cũng đã chủ động nắm tình hình, nhận diện vi phạm, lựa chọn các khâu đột phá để kiên quyết đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm, từ đó cũng có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe trong cả lĩnh vực. Điển hình là một số vụ như tại CDC Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội, Sở Y tế Hà Tĩnh, Cần Thơ, Sơn La, v.v. Thì qua đấu tranh hiện nay thì các đối tượng đều đã thừa nhận các hành vi phạm tội. Bộ Công an sẽ đẩy nhanh các tiến độ điều tra, xử lý các vụ án sớm kết luận để đưa ra truy tố các cái bị can trước cái pháp luật. Thì qua các cái vụ việc này thì cũng có dư luận cũng cho rằng là các cái vi phạm đều do cơ chế hoặc là hệ thống, nhưng chúng tôi khẳng định thì không phải là do các cái lỗi này, mà đều là có cái việc lợi dụng những cái tình hình khó khăn lách luật để mà có cái vi phạm. Những cái vi phạm về hình sự rất đáng phải xử lý. Trước khi mà xử lý về hình sự thì đối với cơ quan điều tra chúng tôi cũng đều có cái yêu cầu là phải cá thể hóa cái trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm hình sự cá nhân của từng cá nhân trong từng các cái vụ việc đó. Cái thứ hai là phải chứng minh được cái yếu tố tư lợi, tham ô, tham nhũng, trục lợi thì mới xử lý các cái đối tượng này. Ví dụ như là mua máy cùng thông đồng với cái nhà thầu để máy móc thiết bị để đẩy giá lên, rồi là có ăn chia nhau, rồi có lấy cả trích cái phần trăm về trong những việc đó. Đây là những yếu tố tư lợi mà biểu hiện của tham ô tham nhũng, điều tra thì đều mới xử lý, chứ không phải chỉ là xử lý về những cái việc như vậy. Thế thì qua cái việc này thì chúng tôi cũng kiến nghị, đề nghị với Quốc hội một số vấn đề. Một là đề nghị với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường cái rà soát, thanh tra, kiểm tra toàn bộ cái quá trình tham mưu, cái quy trình đầu tư, cơ sở vật chất, công tác triển khai mua sắm trang thiết bị để kịp thời phát hiện các cái ngăn chặn các cái vi phạm. Cái thứ hai là đề nghị các bộ ngành chức năng nghiên cứu đưa một số mặt hàng trang thiết bị y tế vào nhóm mặt hàng bình ổn và quản lý giá, không để các doanh nghiệp câu kết thông đồng với các cơ quan đơn vị để nâng giá trục lợi. Và về phía Bộ Công an chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra xử lý các cái vi phạm này. Vấn đề thứ hai nữa là trong thời gian qua, tình buôn lậu, buôn bán trái phép thực phẩm, vật tư y tế, vật tư để dùng xét nghiệm, thuốc hỗ trợ điều trị COVID không rõ nguồn gốc cũng diễn biến phức tạp trong cả nước. Thì các đối tượng cũng đều sử dụng nhiều cái hình thức tinh vi để nhập lậu. Đấy, như trên mạng xã hội để làm nơi buôn bán, tìm những địa điểm đang xây dựng địa hình khó đi lại để làm cất giấu hàng hóa. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung lực lượng phương tiện để triển khai các biện pháp để đấu tranh phòng ngừa xử lý vi phạm những cái loại thuốc rồi là những loại trang thiết bị y tế nhập lậu buôn bán công khai trên thành phố, rồi là thuốc điều trị, thậm chí có cả vaccine. Thì cái này chúng tôi cũng đã tập trung điều tra xử lý. Vấn đề thứ ba là trong cái tham gia về phòng chống bệnh dịch thì lực lượng công an cũng là một trong lực lượng tham gia tuyến đầu. Trong giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ ứng dụng cái khoa học công nghệ để mà tham gia tích cực trong việc quản lý bệnh dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và hoạt động của nhân dân, phục vụ cho việc cung cấp và hỗ trợ an sinh xã hội thông qua cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thì là những cái việc mà Bộ Công an chúng tôi sẽ tập trung trong thời gian vừa qua cũng như trong cái thời gian tới để cùng với ngành y tế đồng hành để chống bệnh COVID-19.